Hello, xin chào tất cả anh em đã về lại với kênh của mình. Thì bữa nay cũng là mùng 3 Tết anh em. Thì mình có cập nhật những cái dòng cá ở bên trại mà mình đang sản xuất ra và cũng như là cung cấp cho tất cả anh em mình về chơi cũng như là hàng làm giống ha. Đó. Thì bên mình có hai dòng nha anh em, là Molly. Thì đây là mình đang quay cho anh em là Molly ha. Tí xíu nữa mình sẽ quay cho anh em là về những cái dòng cá bảy màu ở bên mình. Thì hiện tại là mình có gần đâu đó khoảng 20 dòng cá bảy màu khác nhau để cung cấp cho anh chị em mình trên toàn quốc ha. Đó. Thì mình sẽ quay từ dòng cho anh em xem. Thì đây là cái dòng cá Molly Platinum sọt nha anh em. Đó, hàng này là hàng sọt và đuôi của nó là sẽ là đuôi song kiếm, đuôi án nha anh em. Đó. Thì đây là mắt đen nên là cái giá nó kiểu sẽ mềm hơn là những cái dòng cá cũng như là mắt đỏ hoặc là mắt xanh đó anh em. Đó, thì đây là Molly Platinum nè anh em. Thì hàng này là hàng super sọt luôn, nó là đuôi án và đặc biệt đó là xây sinh sản nha anh em. Và mắt đỏ ha, thì mắt đỏ thì anh em thấy con mắt nó sẽ đặc biệt hơn những cái dòng cá mắt đen. Thì này cũng là cái hàng phân khúc nó hơi cao anh em, nói chung là cái giá nó hơi cao quá nên là mình không có báo giá trực tiếp ở trên đây cho anh em mình chơi được ha, tại vì ở trên thị trường chưa có nhiều quá anh em, thì thị trường thì có số lượng ít thôi chứ chưa có nhiều nên là ở đây mình cũng có ít để cung cấp cho anh em. À, anh em nào mà cần hàng hiếm cũng như là hàng hot ở thị trường hiện tại thì em có thể liên hệ qua Zalo cho mình ha. Rồi còn đây là mắt xanh nha anh em, thì nó cũng là Molly Platinum luôn nhưng mà nó là mắt xanh đó. Ở đây thì mình sẽ quay cận lại, mình sẽ quay gần lại cho anh em xem những cái con mắt của nó màu xanh như thế nào ha. Và toàn thân của nó anh em, toàn thân của nó là lên vảy Platinum hết trơn luôn, nó lên kính thẳng hết trơn luôn nè. Đó, anh em nhìn con cá là nó không có một màu nào khác mà ngoài cái màu mà Platinum luôn á, nhìn rất là sáng nha anh em. Thì anh em mà muốn biết những cái giá trị con cá này á, nằm ở cái giá như thế nào á, thì anh em có thể liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình sẽ báo giá cho anh em ha. Thì còn tí xíu nữa sẽ có những cái hàng cá cũng như là hàng bảy màu á, những cái dòng cá bảy màu mà guppy rồi anh em, thì mình sẽ báo giá công khai lên cho anh em mình xem tham khảo luôn. Anh em mà muốn mua những cái dòng cá nào á thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình thì mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em ha. Đó. Đây còn đây là kiếm coi super sọt nha anh em. Cái này mình lựa đi cho một bầy nó có 8 con như trong clip mà. Thì 8 con này á mình đi một lần cho anh em luôn là 150k ha. Đó. Anh em nhìn nó trên xuống nó rất là ngắn nha anh em. Còn đây là mình xô ngang cho anh em xem nè. Thì hàng này nó vẫn là hàng mắt đỏ nha anh em. Đó, thì đây là kiếm coi super sọt, hàng siêu ngắn cho anh em mình về chơi thí sinh ha. À, tuy nhiên trong đây mình bán cho anh em á thì nó có cả trống và cá máy về cho anh em mình để sinh sản cũng được ha. Đó. Rồi còn đây là full gold ghi bông tay bê bóm nha anh em, hàng full nắp sành ha. Thì đây là size sinh sản của mình thì nó khoảng tầm 3 tháng nha anh em. Thì cái này mình dành cho anh chị em nào mà thích những cái dòng cá mà nó size to thì anh em có thể bắt những cái dòng cá size sinh sản nha. Ở đây mình có ghi rõ ràng nha anh em là size sinh sản là 150k một cặp, còn anh chị em nào bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 360k ha. Đó. Và cái đợt này mình khuyến mãi cho anh em á là mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên, và đơn từ 200k thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn nha. Đó, và tặng kèm thêm cho anh em là mỗi đơn mỗi gói cám nha anh em. Còn anh em nào mua nhiều cũng như là 500k trở lên á thì mình sẽ gửi tặng thêm cám cũng như là nhiều cám hơn cho anh em mình về để cho cá nó ăn ha. Rồi còn đây là dòng Dumbo Gitel sọt nha anh em. Thì cá này nó còn tơ á, thì do là nó còn tơ nên là mình ghi cái chữ tơ kèm theo cho anh em mình xem ha. Nên là cá tơ nên là anh em biết á, cái tơ bơi nó sẽ không thể nào mà nó bung bự được nha anh em. Thì bố mẹ của nó là tơ bơi to hết, tơ bơi là tơ bơi Big E á nè. Nhưng mà đây là cá nó còn tơ nên là chưa bung hết ha. Thì cá nhỏ thì tiền nó nhỏ nè, cái này mình đi cho anh em là 40k một cặp ha. Còn anh em nào mà thích hàng lựa super sọt á nè, là hàng siêu ngắn á, thì mình đi cho anh em là 60k một cặp đó. Lúc đặc hẳn thì mình đi cho anh em là cái giá nó cũng đâu 80-90 ngàn đó anh em. Thì đợt này mình đi có giá có phân nữa đó. Rồi còn đây là gồng đỏ H Moon BDS đuôi full tê luôn nha anh em. Hàng này là hàng tuyển ở bên trại của mình ha. Và cái bộ gồng đỏ này mình bao cho anh em làm giống luôn. Thì hiện tại cá được xây 2 tháng 15 ngày anh em, là 2 tháng rưỡi á. Ở đây thì mình quay cho anh em xem là có cả trống và cả máy cho anh em xem tham khảo luôn. Cá trống thì anh em thấy cái đuôi nó lên full tê luôn nha. Và cái đuôi nó rất là to luôn. Và cái vây nó cũng rất là to nha anh em. Anh em thấy là cái body cá trống và cá máy á, nhìn nó rất là liền và lực nha. Thì đặc hẳn mình không có bán combo cho anh em, nhưng mà đợt này cũng như là đầu xuân á anh em thì mình sẽ bán combo cho anh em. Thì anh em mua lẻ thì sẽ là 100k một cặp ha. Còn anh chị em nào mà mua combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em á là 400k. Đó, 5 cặp 400k.
Và cái khuyến mãi mà mình miễn phí ship cho anh em á, anh em lưu ý giúp mình ha, thì mình sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 6 Tết mình nha anh em. Thì bữa nay là mùng 3 rồi, mình sẽ áp dụng đến hết ngày mùng 6 Tết mình ha. Thì qua ngày mùng 6 đó thì mình sẽ nhận phí ship lại sẽ là 40k trên một đơn nha anh em. Thì hiện tại là mình phi miễn phí thùng xốp và miễn phí vận chuyển luôn, và tặng thêm cám cho anh em nữa. Thì ba cái món đó thì nó rơi vào khoảng từ 7-80 ngàn đó anh em. Đó. À, còn đây là HP GetGo nha anh em, HP GetGo xây sinh sản luôn ha, xây 3 tháng hơn rồi anh em. Thì cái này mình đi cho anh em là 100k một GO, một GO đây là 1.2 máy nha anh em. Đó. Anh em nào muốn bắt về để cho sinh sản thì anh em có thể bắt những cái dòng cá GO ha. Rồi, đây cũng là mình bán GO cho anh em luôn nè, là dòng sảnh Hackmon BDS đuôi full tia nữa nha anh em. Đó. Anh em thấy đuôi nó có tia ha, đợt này cái đuôi nó lên khá là đẹp luôn anh em, và cái vây nó cũng khá là to luôn. Đó. Thì đây là gồng xanh Hackmon BDS đuôi tia, mình đi cho anh em là 120k một GO, một GO là 1.2 máy nha anh em. Đó, thì toàn bộ ở đây mình quay cho anh em xem là con cá chấm, cá máy thì mình chưa có quay cho anh em xem ha. Anh chị em nào mà cần hàng, cần xem những cái hàng cá máy thì anh em có thể liên hệ qua Zalo cho mình, mình sẽ quay trực tiếp và gửi cho anh em xem ha. Hoặc là anh em gọi video cho mình để xem cái chạy cá của mình, và cũng như những cái dàn hồ cá của mình mà đang form thì anh em có thể xem cũng được nha. Đó. Rồi, đây là dòng Koi Get Gene Gibbon Sethu nha anh em. Thì Sethu ở đây á, là nhìn xuyên thấu qua cái bụng á anh em, là thấy có thể thấy nội tạng bên trong của con cá luôn á. Anh em có thể thấy là ở trong cá mình nó có những trứng, nó có những cái trứng màu vàng á anh em, và có những cái ruột và gan ha. Anh em có thể thấy nội tạng bên trong con cá luôn. Cái này thì mình đi cho anh em là 100k một cặp. Còn anh em nào mà bắt hết 7 cặp như trong clip luôn á thì mình sẽ đi cho anh em nó là 500k ha. Đó. Tại vì mình lên được có một bầy rồi anh em, và một bầy đó mình lựa được có 7 cặp như thế này nha. Anh em thấy là cái phin nó lên phin màu, phin đỏ luôn anh em. Mà mình đi cái giá này cho anh em là cái giá cho anh em mình chơi trải nghiệm á. Đó. Tiếp tục là dòng cá Hắc Blue Gibbon phin xe dày. Đó, phin xe ở trên nhìn anh em thấy nó cũng khá là dày nha anh em. Nó cũng không quá là siêu dày, nhưng mà nó kiểu nó dày hơn những cái hàng mỏng á anh em. Thì nhưng mà cái này mình đi cho anh em cái giá anh em cực kỳ là ưu đãi luôn, là 60k một cặp. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 250k ha. Thì hiện tại là cái số lượng của mình á là cá máy nó nhiều hơn cá trống. Thì anh em nào mà cần cá máy để sinh sản á thì anh em có thể mua riêng máy ha. Cá máy thì mình sẽ có thể bán thêm cho anh em được nha. Đó. Toàn bộ đây mình quay cho anh em xem là cá máy hết nha anh em. Cá này hiện tại nó mới 2 tháng rưỡi nha. Nhưng mà anh em chơi thêm một thời gian nó cũng như là thời gian từ 2-3 tuần nữa thì con cá nó sẽ bung bự hơn hiện tại nha. Rồi còn đây là Koi Get Gene Gibbon anh em. Thì cái hàng này nó không có sethu, anh em thấy cái bụng nó trắng bình thường ha, và thịt nó là thịt trắng bình thường luôn, nó chỉ là một cái lên đầu đỏ thôi, và nó có những em lên sắc fin và fin si anh em. Fin si là cái vai lưng nó dài, cái phía sau kiểu hình móc câu á. Thì cái này nó không có sethu nên là mình đi có nửa giá à. Thì lúc trước á mình cũng có bán cho anh em á, thì đợt này mình lên cũng được vài chục cặp á anh em, là mình bán cho anh em là 50k một cặp ha. Còn anh em nào mua combo được 10 cặp á thì mình đi cho anh em là 400k. Thì đợt này mình có khuyến mãi cái giá nó 200k, cái đơn mình đi đơn từ 200k mà mình có khuyến mãi miễn phí ship luôn á, và kèm thêm mình tặng cám cho anh em nữa. Nên là anh em nào mà có theo dõi kênh của mình mà muốn mua những cái dòng cá mà đầu sân ở bên mình á thì có thể liên hệ qua cho mình ha. Và anh em lưu ý giúp mình nha, thì mùng 6 Tết mình mới trả đơn cho anh em được nha. Đó. Nhưng mà mình sẽ nhận đơn từ hôm nay, anh em có thể chốt đơn ở bên mình từ hôm nay ha. Và mùng 6 Tết mình sẽ bắt đầu đóng gửi đến cho anh em. Đó. Và trong cái quá trình mà vận chuyển tới tay anh em á thì mình sẽ bảo hành cá nó sống khỏe và đủ số lượng cho anh em mình nhận được ha. Nên là anh em mình yên tâm nha. Ở cuối clip á, mình có lên một cái hàng full gon thủy sinh có 9k một con hả anh em. Rồi, còn đây là gồng xanh tia platinum ha. Platinum hồi nãy giờ mình nói anh em là cái vảy kim tuyến ở trên thân của nó. Và cái này nó lên full lưng luôn. Anh em thấy cái lưng nó lên vảy platinum nhìn rất là đẹp ha. Và cái đuôi nó cũng có tia nữa anh em. Nhìn body rất là lật luôn. Thì cái này mình đi cho anh em là 60k một cặp. Còn anh chị em là mà mua combo 5 cặp á thì sẽ là 250k ha. Đợt này mình có số lượng nhiều rồi anh em, nên là mình đi cái giá nó mềm hơn hồi trong Tết nữa. Hồi trong Tết là mình đi cho anh em là tới 70k, 80k vậy thôi. Nhưng mà đợt này mình đi combo 5 cặp có 250k, thì tính ra nó có 50k một cặp hả anh em. Mà anh em có thể sở hữu được cái bộ gồng xanh lên cái vảy gồng full giáp luôn. Đó, nhìn rất là chất lượng ha.
Tiếp tục là dòng cá chơi top view nha anh em. Chơi top view là anh em có thể chơi nhìn từ trên xuống ha. Thì đây là dòng cá Full Yacht Blue. Nó có một cái thân màu đỏ và sở hữu hai cái tai bê màu xanh. Cái này thì mình đi cho anh em là 25k một cặp. Còn anh em là bắt combo 10 cặp á thì sẽ là 200k ha. Đó, 200k mình miễn phí ship cho anh em luôn và tặng kèm thêm cám cho anh em nữa. Nhìn khá là chất lượng nha anh em. Ở trong cái chậu này mình quay cho anh em xem á thì nó có cả cái trống và có cả cái máy cho anh em mình xem. Cái máy mình đưa cho anh em á thì có thể là những cái dòng cá nó ôm bầu nhẹ và nó sẽ có những con nó ôm trứng căng ha anh em. Đó, anh em nhìn từ trên xuống thì anh em có thể thấy cái bụng nó hơi căng căng ha. Đó. Rồi, tiếp tục đó là dòng cá Blue Tạc Răng. Blue Tạc Răng này thì cái giá nó rất là mềm anh em. Thì dành cho anh chị em nào mà tập chơi nhé, hoặc là anh em nào mà mua về để thả thủy sinh á thì anh em có thể bắt cái dòng cá Blue Tạc Răng này ha. Nó có một cái đặc điểm là trên nó có một cái đỉnh đầu, nó có một cái màu xanh trên đỉnh đầu của nó ha. Thì cái này mình đi cho anh em là 20k một cặp. Còn anh chị em nào bắt 10 cặp á thì mình đi là 180k ha. Thì tính ra nó có 9k một con mà anh em sở hữu được cái dòng cá guppy thường chủng luôn. Đó. Ở cuối clip này á thì có những cái hàng phân khúc thấp không anh em. Anh em thấy nãy giờ là cái giá nó khá là mềm ha. Rồi, tiếp tục là dòng cá câu ZE. Thì câu ZE này mình bán cho anh em thì mình sẽ đảm bảo về cái chất lượng cho anh em mình làm giống luôn, là nó sẽ lên full hai tay ha. Cá mình bán cho anh em thì nó sẽ lên full hai tay như trong clip. Ở trong clip toàn bộ là cá máy hết nha anh em. Cá chấm thì mình chắc ăn là nó sẽ full hết rồi anh em. Nó chủ yếu là cá máy thôi, nên là mình chỉ quen cá máy cho anh em xem thôi ha. Đó. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Còn anh em nào bắt 10 cặp thì sẽ là 500k ha. Hiện tại là cái bộ cá câu ZE của mình á thì nó lên rất là thuần anh em. Thuần cái kiểu mà cái đời con nó lên á, nó lên tay giống bố mẹ, nó cái tỷ lệ nó rất là cao luôn. Đó, nó chỉ 50k một cặp thôi anh em đấy. Rất là mềm so về trước đây luôn. Trước đây thì giá rất là cao anh em, chơi muốn không nổi luôn á. Nhưng mà hiện tại thì giá rất là mềm mà. Tại vì ở mấy anh em ở trại á, cũng như là mình ở đây á, thì làm được có cái số lượng đó anh em, nó dễ lên á, cho nên là nó được cái giá nó rất là ưu đãi ha. Rồi, còn đây là Dumbo Big E. Dumbo Big E Latinum ha. Anh em thấy cái tơ bơi nó rất là to luôn. Và nó có cái vảy Latinum ở trên lưng rất là sáng ha. Đó. Thì cái bộ cá Dumbo Big E này á, mình sẽ bảo hành cho anh chị em mình về làm giống luôn. Đó. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 10 cặp á thì sẽ là 400k. Ở đây mình bán theo cặp á anh em, là cũng như là 5 cặp thì sẽ là 5 trống và 5 máy ha. 10 cặp thì sẽ là 10 trống và 10 máy. Ở đây mình bán có cả trống và cả máy về cho anh chị em mình về chơi sinh sản và để làm giống để nhân giống số lượng lên ha. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng cá anh em có thể chơi trên hồ kính được nè, là dòng cá HB Yellow. Đó. HB là nửa thân màu đen á anh em, còn Yellow là màu vàng. Anh em thấy cái đuôi đó là màu vàng ha. Thì cái này mình sẽ đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng biết cái dòng cá nào bên mình đang làm cũng có số lượng hàng lên đều đấy, có hàng để cung cấp cho anh em mình ha. Đó. Còn anh chị em nào mà muốn bắt đủ dòng cá ở bên mình luôn, mỗi dòng 1 cặp hay là mỗi dòng 2 cặp đều mình vẫn bán cho anh em được ha. Miễn sao mà đơn từ 200k trở lên là mình bán cho anh em được, mình ship đơn cho anh em được nha. Đó. Rồi, còn đây cũng là một cái dòng cá gồng đỏ nữa anh em, nhưng mà đây là gồng đỏ kiểu chơi top wheel á. Đây là một cái gồng đỏ Latinum. Thì gồng đỏ Latinum này á, nó cũng cái size nó cũng rất là to rồi anh em, nhưng mà mình đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k ha. Đó. Kiểu như là cái đuôi nó không có được đẹp như là những cái dòng Hmon hay là BDS đó nè. Và cái đuôi nó kiểu hoa văn quần quện á, nó cũng không có full tia như là hàng tiễn á, nên là cái giá nó sẽ mềm hơn. Đó. Rồi, đây là hàng cái full gold thủy sinh. Thì đặc hẳn mình trong Tết mình đi cho anh em là 10k một con. Nhưng mà hôm nay đầu là cũng như là đầu năm kiểu như là khai xuân đó nè, mình đi cho anh em là 9k một con ha. Thì full gold thủy sinh này á, mình đi là máy gen. Máy là máy gen nha anh em, còn trống là trống di bông. Như cá như trong clip mình đang quay cho anh em xem ha. Đó. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay anh em. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha. Anh chị em nào mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên chợ của mình á, thì anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình để chụp đơn cũng được ha. Cảm ơn tất cả anh chị em.